yên tâm sự với mẹ em đi, gỡ gắm mấy nhỏ cho mẹ. Con sống nổi, buồn quá con sống nổi. Từ đó hai chồng em cưới không có nhà để ở nữa. Cái lúc mà dịch Covid, hai chồng em bò ngoài đồng bắt tự cua tên ốc trốn công an á, sống được mà bây giờ nhà cửa rộng rãi gì, có mình em ở em buồn chịu không nổi. Em thiệt anh, nhiều lúc em đi mua đồ ngủ em gặp chai thuốc sâu em muốn uống á, nói thật sự là gì. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và đây là một cái nơi khá là yên bình. Hôm nay sở dĩ Bùi Hồ đứng dẫn một cái câu chuyện ở đây á, vì ngày ở những cái video trước á, Bùi Hồ cô quay về một cái hoàn cảnh một người mẹ nuôi 5 đứa con sau khi một cái bi kịch người chồng mình mất sớm. Và quay qua đây nè cho cô bác quý anh chị thấy nè. Đây là ngôi nhà của em Trinh, chỉ mới 27 tuổi thôi, đã cùng với chồng của mình có đến 5 người con. Thì sau đó không may một cơn bạo bệnh thì Bảo đã qua đời. Sau khi anh qua đời thì để lại cho gia đình một cái số nợ, cộng thêm gánh nặng là các người con nè. Trong thời gian sắp tới nè, để ăn học mà đo tiền, những cái chi phí vật dụng hàng ngày là một điều gì đó rất là khó khăn. Hiểu được cái hoàn cảnh đó thì hôm nay Bùi Hồ thay mặt cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân để mà có thể trao một ít hiện kim cho em. Cái ngôi nhà của Trinh á, thì cất một phần á, nó nằm gần như là cặp mé sông luôn cô bác quý anh chị. Những cái cây trụ á, thì nó rất là ở để chịu được cái ngôi nhà, nó rất là tạm bợ luôn. Toàn là những cái cây mà được chấp nối mà trước đây khi anh Bảo còn sống á, anh đã làm. Và hiện nay thì cái căn nhà cũng đã xuống cấp rất là nhiều rồi. Có một cái cô Hồng Kim ở Mỹ thì có nhờ Bùi Hồ xem rồi sửa lại cái phần mái để cho chị và 5 đứa con của mình có thể sống, nó sẽ đỡ hơn cái phần nào nguy hiểm. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào trong ha. Dạ đi con. Rồi chào gia đình của mình. Dạ. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật thì bé lại không có được đi học ở nhà đầy đủ như thế này. Hôm nay chị có đi mua phế liệu không? Dạ không anh, bữa nay bé này hơi sốt em ở nhà. Dạ. Bị sốt gì vậy ta? Nó bị cảm sốt không thường á, hôm này nó sốt. Cái sáng này mua thuốc cho nó uống, giờ cái đầu nó còn ấm ấm. Bé tên gì? Bé tên gì của anh? Nó tên Như Ý. 12 tháng đúng không? 12 tháng Như Ý. Dạ. Hôm nay thì có cô bác với chị nào điện hỏi thăm về cái hoàn cảnh của mình không? Dạ có bữa đó mới ngày qua chú ở bên Mỹ á, Florida của Mỹ đúng không? Dạ. Điện về chú gửi cho 100 đô ngày qua là đổi được 2 triệu 3. À. Dạ. Của chú. Chú ở Mỹ có điện. Tên Trung, chú Trung. Dạ chú Trung. Hôm nay sáng gia đình mình ăn cơm gì? Sáng ăn cơm với hột vịt luộc. Hột vịt luộc. Dạ tại mấy bé nó mua chục trứng sáng đủ buổi sáng ăn, tại bé nó ăn hoài với nước tương với mì nó ngán, sáng thì mua hột vịt cho nó. Thích ăn hột vịt. Mỗi ngày là mình nấu nhiều gạo không? Sáng ngày thì nếu mấy bé này ở nhà còn đủ thì nấu 2 lít gạo ăn buổi trưa này với cúng mỏng luôn, chiều rồi thiếu nấu thêm. Tại thường thường mấy bé ở nhà là nấu ít cơm. Mấy ngày nay chị Trinh có đi mua phế liệu không? Có, em đi mua đã 2 ngày nay. Có riêng biệt ngày nay là bé nó sốt rồi em ở nhà. Cái việc mà chị Trinh đi mua phế liệu mỗi các bé ở nhà nó cũng không an toàn cho lắm. Dạ. Vì ông nội thì cũng không có chăm sóc được nhiều. Thì trong thời gian tới thì chị Trinh có dự định là thay đổi cái nghề nào khác để mà xây sở cuộc sống của mình không? Dạ không. Sao vậy? Tại giờ em thấy giờ thí dụ như bây giờ em có nhà buôn bán thì ở đây bán không được, ế ẩm đó. Chỉ có nghề buôn bán phế liệu này đắp đổi qua ngày thôi. Đúng rồi. Dạ. Cũng có cô ở Mỹ á, nói với lại Bùi Hồ á, là hỏi có chị có ý định bán cái nghề gì, làm một cái nghề gì khác hay không. Cái việc thu mua phế liệu thì thấy nó không đi xa, phải thu gom nữa. Dạ. Là nữ là phải kiếm cái nghề gì khác. Bữa cô Dung có điện cho em hỏi là em có dự định đổi nghề không, em nói với cô là để từ từ con suy nghĩ lại. Cô cũng nói là ở nhà con mở tập quá đi, bán này bán kia.
dự định mình có thể mở tập quá được. Nếu mà mở tập quá thì ở đây có, cũng có chị kế bên bán nữa. Em thấy là bán không được. Không được hả? Dạ, tại vì ngang cửa này cũng có chị bán nữa. Chị bến nó bán cũng ngang cửa. Chị bên kia là bán nước mía mà. Bán nước mía, bán tập quá luôn. Như chị bán nước ngọt, bán gạo rồi như chị. Ví dụ như mình cần cái gì mình mua thì chỉ có ít thôi chứ không có nhiều. Dạ. Mấy ngày nay thì các bé nó còn khóc nhớ ba nữa không? Mới sáng nó khóc ôm sụm chân nè, nó hỏi con úng hay con chuột cha? Sao chú nói lớn lên? Con nói là sao? Con nói là sao? Con sáng con nói sao? Con nói cho chú nghe đi. Con nói sao? Nói đâu nói vậy? Con nhìn ba trên đó con có. Không có hả? Hồn nhiên lắm, khóc rồi quên đó à. Con sáng con nói gì? Hả? Không muốn nhắc nữa. Vậy chứ, muốn khóc là khóc liền á. Ngày hôm qua có ông bạn của ổng còn sống á ra thăm. Cái hỏi ba con đâu rồi. Cái ngồi khóc mướt luôn không trả lời chứ. Con bé lớn em ngồi khóc miếng luôn. Rồi những lúc như vậy thì chị Trinh an ủi các bé như thế nào? Thì giờ em cũng biết an ủi sao thì em nói giờ ba chết rồi. Nhiều khi nó hỏi ba đâu em cũng trả lời vậy luôn. Em không biết nói sao luôn. Mấy đứa này nói chung là nó không được lên lợi như con ta. Nó cũng nói rồi là nó quên rồi hả? Dạ. Nhắc tới cha bạn lớn này muốn khóc nữa rồi kìa. Có hai bé lớn. Dạ, hai bé lớn thì nó biết. Còn mấy bé nhỏ này thì nói rồi nó quên rồi. Và thời gian tới là mình cũng không có tính thay đổi nghề gì khác luôn đúng không? Dạ, chắc buôn bán phế liệu này quá anh ơi. Ví dụ như lúc trước thì em đi ngày 1 buổi. Thì giờ em nhín lại em đi cũng như vòng vòng sớm này nè. Nói chung là bà con cô bác có người thì vòng vòng đây ta cũng cho là mũ tới chứ ta cũng không bán nữa. Dạ. Hôm trước Bùi Hồ có nhờ một cái anh thợ qua xe đo cái phần đất của nhà của mình á. Dạ. Nhà dột dữ không? Thì nay dột dữ không? Dột mưa đâu chưa? Chưa hả? Mới ngày qua lâm găm mà mưa lớn là hai cái dách này là nó ướt rượt chân luôn. Có nghĩa là hai cái dách nó tạt vô đúng không? Tạt dữ lắm. Mưa xuống là ở không được. Trời ơi, bé nó ho chứ tội nghiệp nha. Nó sốt rồi hôm này. Sốt nóng ba mấy độ. Hôm tưởng đâu bé nhập viện. Cái em lấy gói hai ba con em cho bé uống. Sáng này nó còn ho với nó ói nó ăn không được. Ông nội tắm đâu được đâu, em đi mặn ở nhà đợi chị nó về tắm cho nó. Có khi nào mình nghĩ đến là lo thời gian sắp tới mình sẽ sống như thế nào không? Có anh ơi, lo sắp tới này giờ không biết sống làm sao luôn. Giờ mua cái liệu này thì cũng bấp bênh quá mà bán tập quá ở đây thì em thấy bán không được. Tại lúc trước bên mẹ em hôm đám cũng kêu thôi con ở đây bán tập quá đi. Mà em thấy có chị kế bên đi, chị bán cũng lâu rồi. Với lại bán cũng chậm quá nên em không có tính đổi nghề. Tại vì đó giờ nói chung anh nói thiệt là em chỉ sống nghề phế liệu này không à. Chị buôn bán cái nghề này quen rồi. Dạ, quen nghề này rồi. Nghề khác thì sợ làm không được. Sợ làm không được, dạ. Chiều chị chắc chở bé đi khám thì cứ số 2-3 ngày nữa hết. Dạ. Cái thú tấu sắc ăn chứ nó thường sốt ban đêm không à? Dạ, nó thường sốt ban đêm không à. Hôm này nó sốt 38 độ. 38 là cao lắm á. Dạ, nó sốt nó ối hôm dữ dằn lắm. Sốt ối luôn hả? Dạ, sốt ối luôn. Sĩ tư ta về nhà đó, nó mới 24 đi. Dạ. Còn tiền đi khám không? Còn bữa ngày qua chú kia cho được 2 triệu. Cái em đi mua gạo thêm với mua đồ ăn thêm. Còn được 1 triệu mấy. Là chú ở Mỹ hả? Chú chú lưng hay chú gì quên mẹ cho chú lưng bên Mỹ gỡ cho tiền ngày qua mới ngày qua luôn. Thêm 2 triệu nữa. Dạ. Nhìn cái cảnh này là tự nhiên mình thấy mình mệt mỏi ghê ta. Thật dạ. Ra thì có nhiều cô bác quý anh chị nói là tại sao miền Tây lại xanh xanh đẹp nhiều như vậy.
Thì ở lớp trước thì Trinh cũng có nói rằng là trước đây con có thực hiện một số cái biện pháp kế hoạch. Dạ. Nhưng mà do lao động quá thì bị dở kế hoạch nhiều lần. Dạ. Không phải một lần mà tới 5 lần. Mà ngày xưa là Trinh học lớp mấy là Trinh nghỉ? Em học được lớp 5 em nghỉ. Dạ. Làm sao mà có chồng sớm như vậy? Hồi đó là em ở dưới quê nè, em đi cắt lúa thôi, có bác Tư ở dưới mẹ dưới á, rồi mới làm mai rồi hai người rồi mai mối rồi gả luôn à, chứ không có quen. Chưa có yêu đương gì hết. Dạ. Không? Đã chưa có yêu đương là gặp ổng đầu tiên luôn. Tuổi là chưa đủ tuổi để có chồng nữa đó. Dạ. Đúng không? Lúc đó anh bảo nhiêu tuổi? Lúc đó anh bảo 29 tuổi. 16 với 29. Vậy ngày xưa là cũng tình yêu mặn nồng lắm mới đến được với nhau. Không, hồi đó ông giấu em là ông nói ông có 25 tuổi. Giấu anh 4 tuổi anh chơi. Dạ. Anh Giang hả? Dạ. Rồi sau này hai vợ chồng đi làm gì? Sau này hai chồng em cưới gì ở dưới quê này, chưa có gái nghề đồ mũ này, cái đi Bình Dương làm. Bình Dương làm ti tư nhân không có hiểm có gì hết trơn, rồi thấy không có sống rồi đi dọt về quê lại. Làm bao nhiêu năm? 2 năm. Hai năm Bình Dương. Chị với lại anh làm nghề gì? Đi chảnh phụ hồ. Phụ hồ rồi vô công ty bánh kẹo quanh làm được ban đêm làm một đêm như là được 120 ngàn. Từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ tối, 6 giờ sáng 120 ngàn. Lúc đó là chị có mấy bé à? Chưa. Dạ. Thật ra như thế này nè, cái tuổi của chị Trinh là cái tuổi sinh thời, là cái tuổi mà nhiều người con gái người ta đôi khi người ta cũng chưa lập gia đình nữa. Dạ đúng rồi. Thì hiện nay một mình chị mà phải gồng gánh 5 người con thì có bao giờ chồng của mình thì lại kiểu là không còn bên cạnh mình nữa đó, thì có khi nào mình cảm thấy là mình tuổi không? Có anh, mới hôm này em điện em khóc với mẹ em nói giờ ông bảo ông bỏ con đi rồi, buồn quá. Điện nói với mẹ em nói mới hôm này em nói ba chửi em nói gỡ gánh mẹ cho mấy thằng nhỏ, ba hỏi đi đâu, nói chắc chết cho ổng quá, buồn quá. Ôi trời. Tại nhớ khóc hoài à. Em nói là sao? Tại nói sao? Gỡ gánh mẹ con chắc chết cho ổng quá à, tại em yếu hoài hả? À. Bây giờ ai nhìn hình ổng em nhớ em khóc hoài à. Nè, anh cũng để cho em buồn. Có bao giờ em nghĩ rằng là khi mà em tìm cái cách để mẹ em chết đi thì các bé nó sẽ sống như thế nào? Em nghĩ bây giờ lúc trước á, hai chồng khổ. Cái lúc mà dịch Covid hai chồng em bò ngoài đồng bắt tự cua tiền ốc trốn công an á, sống được mà bây giờ nhà cửa rộng rãi gì, có mình em ở em buồn chịu không nổi. Em thiệt anh, nhiều lúc em đi mua đồ ngủ em gặp chai thuốc sâu em muốn uống á. Nó thật sự là gì? Vì sao anh nghĩ như vậy? Em nghĩ vì không có chồng nghĩ gì nữa. Em nghĩ thấy mấy đứa nhỏ gì mà nó không có cha, em buồn. Nhiều lúc em nằm em không. Mấy nay em có điện tâm sự với mẹ em ơi, gỡ gắm mấy nhỏ cho mẹ. Con sống không nổi, buồn quá con sống không nổi. Từ đó hai chồng em cưới không có nhà để ở nữa. Từ đó hai chồng mới cưới đi có không có nhà ở. Đi ở đậu người này người kia đuổi xong mới đi Bình Dương về móc máy mua được cái nền nhà. Đầu tiên cái nhà em cắt lên là cũng từ thiện cho nữa. Ai cũng khổ chứ không ai giúp được. Nếu như có một điều ước, không phải là ước cho chồng mình sống vậy để mà, tại vì cái người mất thì cũng đã mất rồi. Cho em một điều ước thì em sẽ ước điều gì? Em giờ em ước sao em đủ sức khỏe để cho mấy đứa này em lo cho nó. Vậy tại sao đôi lúc em lại nghĩ rằng mình sẽ gục ngã? Tại vì em đi ra đường em thấy người ta có cha mà nhìn mấy đứa con mình không có cha em buồn. Chính bản thân em, ba em bị tường đè chết. Em ra đường em thấy người ta có ba tường đè. Ủa sao vậy? Bằng công ty đập tường bị sập tường. Lâu chính chưa? 3 năm. 3 năm rồi.
chính em là người trong cuộc. Em ra đường em nhìn ta thấy có ba, em buồn em tủi, nhiều khi em khóc hoài luôn. Em đang chạy xe đi, em thấy ta có ba mẹ đầy đủ em khóc. Mà ủng hộ gì con em có chút xíu à, mồ côi hết trơn. Em nghĩ nhiêu đó em buồn em chịu không nổi. Lúc mà ba em mất là ba em bao nhiêu tuổi? Lúc ba em chết là ba em 43 tuổi. 43 tuổi. Lúc đó là em nhiêu tuổi? 43 tuổi là lúc đó em mới 24 tuổi à. Lúc 24 tuổi rồi. Dạ. À, lúc đó là em bao nhiêu cháu ta? Bốn cháu. Bốn cháu. Dạ. Thì lúc mà con bốn cháu rồi đã bế tắc quá rồi. Thì em bị vỡ kế hoạch là lúc mấy lần? Em vỡ kế hoạch là ba lần. Bé sau này là em đi chích ngừa theo như mấy chị ngoài xã chỉ là 3 tháng chích lần mà không biết sao cũng có bầu nữa. Như là 3 tháng chích một lần á. Cũng mấy chị ngoài xã kêu em đi chích thuốc ở trạm đi 3 tháng chích lần. Các bé nó chỉ nghe em nói một cái câu á là con chỉ muốn chết. Nói với mẹ, nói với bà ngoại á là con chỉ muốn chết thôi. Thì con bé lớn và kế bên kìa, bé Trân đúng không? Dạ. Bé Trân đã ngồi kế bên lặng lẽ khóc. Thì em có bao giờ em nghĩ rằng tại sao mình không là động lực, là chỗ dựa tinh thần cho quãng đời còn lại, cho đẩy luôn bé lớn lên mà em lại nghĩ rằng em sẽ kết thúc cuộc đời? Em nói thiệt anh, giờ em buồn quá. Đi ra ngoài đường thấy người ta chồng vợ đầy đủ, vợ mình em với lại giờ kinh tế giờ khó khăn không lo được cho tụi nó, em buồn. Nhiều lúc em nghĩ vợ ngày mằng được trăm mấy này không có xoay chuyển tình thế được, mà giờ em đổi nghề em không biết mằng nghề gì thật sự luôn. Mình nói một cái tích cực nhất là trong cái hoàn cảnh này á thì gia đình của em nó bế tắc, lại chồng chắc với bế tắc, đã nghèo rồi lại còn năm con và lại bên cạnh mình lại không có chồng nữa, bây giờ còn thiếu nợ người ta. Mới hồi qua này ta lỡ ta đòi nữa nè. Nhiều. Ta đòi tháng này ta lấy lại 10 triệu. Ôi trời. Sao vậy? Tiền gì? Tiền em hỏi 30 triệu á. Tiền lãi á. Mới qua ta lại ta đòi nè. Tiền lời chưa đóng ta luôn. Trời ơi. Thôi bây giờ như thế này nè, đã khó khăn rồi. Cũng đã chịu nhiều gánh nặng rồi. Cũng đã trải qua quá nhiều nỗi đau rồi. Hôm nay thì cũng còn các bé thì em phải cố gắng vươn lên nha. Đừng có một phút khờ dại mà bỏ các bé cả mất mẹ lẫn mất cha mà lại không có mẹ nữa. Em hiểu không? Dạ. Nha. Anh mong rằng đó mọi người khi xem được video clip này của em có thể đến tận nhà em để chung tay giúp đỡ em vượt qua những cái lúc khó khăn như thế này. Nếu có điều ước em ước gì, em thấy em ước gì? Em ước cho con em nó được mạnh khỏe như bao người khác, nó không có bệnh. Nhìn thấy mấy bé này, như bé nhỏ này em cắt sữa nó, em nói thiệt anh em đau lòng lắm. Ăn đôi lúc không có tiền mua cháo ngon cho nó ăn, mua cháo gấu đỏ cho nó ăn. Dạ sáng giờ nó sốt từ sớm giờ luôn á. Chiều chở bé đi. Dạ chiều em mới điện em vô chở đi bác sĩ Tư. Sao sai rồi chứ? Xích cho anh ngồi đó. Xích vô con. Rồi. Thật ra như thế này nè cô bác quý anh chị, mỗi lần đến đây á, khi nhắc đến người ba của mình thì các bé lại lặng lẽ khóc à. Cái hình ảnh đó thì nó gây cho người Hồ những cái nó xúc động, nó khó tả lắm. Và hiện nay đang quay cái đoạn clip này á thì bé nhỏ nhất đang bị sốt rất là nặng luôn, nên không thể nào quay cái đoạn phim tiếp theo cho cô bác quý anh chị xem được. Thì Mười Hồ sẽ cập nhật tình hình của Trinh, số điện thoại của Trinh để trên màn hình, cô bác quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp ha. Và ngày hôm nay á thì Mười Hồ đến đây cũng như là thay mặt Mạnh Thường Quân là một cô Kim Hồng ở Mỹ gửi tặng cho gia đình của bạn là 2.300.000 đồng, 2.100.000 đồng, 2.330.000 đồng. Và một Mạnh Thường Quân ở Úc, đó là cô Nguyễn Thị Tám ở Úc, gửi tặng cho là 200 đô Úc, là tương ứng với lại là 2.000.000 cô Hồng Kim ở Mỹ là 2.330.000 đồng, tương ứng với 100 USD. Và một Mạnh Thường Quân là cô Nguyễn Thị Tám ở
cô Nguyễn Thị Tám ở Úc là 3.471.000 đồng, là 5.800.000 đồng. Thì hôm nay anh gửi cho em tiền để mà em đi bác sĩ cho cô bé liền nha. Đem đi bác sĩ liền nha. Bác sĩ bữa nay cũng chủ nhật rồi. 1, 2, 3, 4, 5 triệu. Đây anh gửi cho em 5.800.000, chở bé đi bác sĩ liền ha. Dạ. Để lo liệu cho các bé. Rồi có gì alo cho anh hay nếu như gặp khó khăn. Và chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ kết thúc đoạn video clip này tại đây. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng với những cái hoàn cảnh khó khăn nói chung và gia đình của Kim nói riêng. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau. Và xin chúc cô bác quý anh chị sức khỏe an lành ạ.